thì uh, trong này nó có một cái phần là mình hơi trùng lại thì mình cái phần nào mình trùng mình sẽ nói lướt qua còn lại cái phần nào mà nó uh, chi tiết mà để áp dụng lâm sàng cho các bạn có thể điều trị cái này uh, nhiều lúc không phải chỉ có bác sĩ tiêu hóa điều trị đâu mà bác sĩ, các bạn sẽ thấy có những cái chỉ định không phải là dân tiêu hóa của mình điều trị nha và đôi khi ở ngoài tôi thấy là rất là nhiều người điều trị diệt trừ mà không phải là bác sĩ tiêu hóa và cái phát đồ của mình nó sai rất là nhiều thì về nội dung thì mình đi vào một số vấn đề về chỉ định điều trị thường sai lầm chỗ nào chọn lựa phát đồ thường sai lầm chỗ nào các vấn đề lưu ý vấn đề chọn thuốc vấn đề liều lượng cách uống thời gian phối hợp à, tư vấn cho bệnh nhân như thế nào là cực kỳ quan trọng các bạn thấy là tại sao những cái nghiên cứu của tôi là thành công rất là cao trong khi các đồng nghiệp khác thì không có cao là nó có lý do hết à, kiểm tra tiệt trừ hầu như là bây giờ bác sĩ diệt là diệt xong cũng không thèm kiểm tra luôn không, không kiểm tra luôn và cuối cùng cái quan trọng đó x là phòng ngừa tái nhiễm nha diệt rồi không có dặn bệnh nhân cái ngừa gì hết rồi nó nhiễm lại nhiễm lại là diệt nữa diệt nữa rồi để nhiễm nhiễm là việc nữa riết bệnh nhân nó chán luôn mình thì có tiền tại bệnh nhân cứ đến thì mình cứ lấy tiền khám thôi nhưng mà rất là tội cho bệnh nhân họ cứ phải việc uh, diệt tới diệt lui nhiều lần về cái về cái chỉ định điều trị ấy, thì thông thường có những cái câu hỏi các bạn hay hỏi tôi lắm thứ nhất là hiện nay người ta làm tầm soát explorary thường quy bằng cái kháng thể huyết thanh là còn làm nữa hay không đúng không à, ạ nhiều bạn gọi cho cô cô bệnh viện em không có không có làm test cũng chẳng có gì chỉ có cái huyết thanh chẩn đoán thôi thì giờ cái vai trò nó nằm ở đâu có được không thứ hai là các bạn hay hỏi là những cái người không có triệu chứng à, đi làm xét nghiệm tình cờ hoặc là đi à, à, hoặc là đi thổi hơi do trong gia đình có người bị á thì nó ra dương tính thì tôi có trị không Câu thứ ba các bạn hay hỏi nữa là trong gia đình có người bị bây giờ đi kiểm tra có đi kiểm tra hết các thành viên trong gia đình không để dược hết hay không à, cũng là câu hỏi câu hỏi thứ tư là trong các chỉ định hiện nay thì những cái chỉ định nào mà mình hay bỏ sót cái này gặp nhiều lắm và bây giờ đi vào cái thứ nhất cái này là hướng dẫn của tổ chức tiêu hóa toàn cầu năm 2021 thì họ nói một cái câu đó là gì tôi chỉ quyết định làm test hết trong những tình huống mà tôi có ý định điều trị nếu nó dương tính thôi Ví dụ bạn này bạn nghĩ à tôi cần phải làm test vì nếu nó dương là tôi trị còn nếu tôi nghĩ là nếu nó dương tôi cũng chẳng thèm điều trị thôi làm chi Đúng không ạ? Tự nhiên bệnh nhân đến với mình họ nó ui tôi chẳng uống thuốc đâu uống mệt lắm uống vô điều trị cũng chẳng thành công, tôi chẳng bao giờ uống thuốc dù mình thuyết phục thì thôi đừng thèm làm chi cho nó mệt. Thì làm ra nó dương tính mà không trị thì sao Lo lo lắng đủ thứ hết thành ra cái nào mà quyết định chắc chắn có chỉ định khi nó dương tính thì tôi hãy làm còn không thì thôi thành ra hiện nay những cái gói khám sức khỏe định kỳ mà đưa cái huyết thanh chẩn đoán vô là có phù hợp không? Không. Bệnh nhân nó rất là lo luôn. Nó thấy dương tính một cái là gì? Ủa nó, nó lên mạng đọc đúng không? Bây giờ mạng đầy lên đọc nào là ung thư là bắt đầu là chưa chưa chết vì cái gì hết là chết là vì gì ạ? À? Trầm cảm lo âu rồi. này chạy qua bác sĩ kia chạy cà dòng cà dòng đó là chưa tính chuyện gì sao ạ? À? Diệt cho đã xong rồi làm huyết thanh tiếp dương tiếp lại đi diệt nữa. Huyết thanh tiếp dương tích diệt nữa là cái này là gặp thường xuyên luôn rất là tội cho bệnh nhân, thành ra những cái gói khám sức khỏe định kỳ mà các bạn ở các bệnh viện nhiều nơi lắm đều có huyết thanh chỗ đó HP là không có phù hợp chút nào hết. Cái này đâu phải là screening, đâu phải là ghê gớm Việt Nam mình đâu phải là cái vùng giống như ở Nhật đâu đúng không Rồi, thành ra cái này là không có phù hợp. Bây giờ cái test chẩn đoán mình có hai nhóm test thôi, một cái nhóm gọi là invasive là không xâm nhập và một, à, một nhóm là xâm nhập và một nhóm non invasive. Cái nhóm nào mà phải soi á mới làm được á thì gọi là gì invasive còn nhóm nào mà mình không cần phải soi tôi lấy máu này tôi làm hơi thở này tôi thấy người làm là lấy trong phân á, thì gọi là non invasive bây giờ mình xem ha đây là tất cả những cái test đây là cái của cái trong tạp chí 2022 cũng khá là mới à, đây là cái consensus tức là đồng thuận của Trung Quốc về vấn đề mà kiểm soát diệt trừ helicobacter pylori ở trong gia đình à, cái trong gia đình thì người ta nói cái gì người ta đưa ra các test trong đó có những cái test uh, không xâm nhập những cái test huyết thanh chẩn đoán những cái test uh, hơi thở vân vân thì mình nhìn qua thì mình sẽ thấy rằng là gì những cái test mà gọi là những cái test mà uh, kháng thể trong huyết thanh á thì mình thấy cái độ đặc hiệu của nó không có cao nó có khoảng 68 cho nó thay đổi cho đến 100% độ nhạy cũng vậy và nó có cái giá trị tiên đoán dương và tiên đoán âm đều thấp hơn so với những cái test mà gọi là cái gọi là active phát hiện được cái vi trùng nó đang hoạt động phát hiện được vi trùng đã hoạt động mình dựa đa số vào urea do nó tiết ra hoặc là do mình cấy hoặc là trên giải phẫu bệnh mình nhìn thấy nó còn cái huyết thanh chẩn đoán này thì chỉ mình phát hiện là bệnh nhân này đã có từng, từng nhiễm còn hiện tại nhiễm vậy thôi và các bạn nhớ là hiện nay trên thị trường đó có ba loại IgM, IgG và IgA và bây giờ chỉ chấp nhận một cái duy nhất là IgG thôi hiện nay các bệnh viện vẫn làm IGM và các em gọi cô cô cái này là IGM là gì là cấp tính thì mới trị còn IGG đó dương là mãn tính mất gì phải trị không có nữa bây giờ tất cả mấy bạn nhìn lên đây chỉ có cái IGG thôi ha IGG nếu mà có làm là IGG và thậm chí một số cơ sở họ làm thêm cái sim cái sim là current current infection marker tức là dấu ấn cho thấy là đang là đang nhiễm nha thì cái sim này có làm ở trường mình và có là bà đại học y dược thôi tôi chưa thấy cơ sở nào hề làm hết ngoài hai hai cái cơ sở này thì dù sao nó cũng tăng cái độ nhảy lên chí xíu thôi và cái huyết thanh chẩn đoán này á trên một số bệnh nhân á một số bệnh nhân khi nó dương tính thì mình có thể có quyền trị luôn nhưng một số bệnh nhân mà mình thấy cái chỉ định nó không có bắt buộc á thì các bạn nên kiểm tra lại bằng test hơi thở và rất là nhiều tình huống làm lại test hơi thở nó không có không có nó âm tính luôn ha âm tính thành ra cái này cũng phải xem xét lại về cái test chẩn đoán thì bây giờ mình coi cái test chẩn đoán trong Maastricht nè à, các chỉ định trong Maastricht để nói các chất chẩn đoán nè à, cái đầu tiên là những bệnh nhân trẻ dưới 50 tuổi đối với đối với cái này là khu châu Âu thành ra họ lấy cái tuổi của nó là dưới nơi là 50 tuổi trở lên nếu mà dưới 50 tuổi thì làm test không xâm nhập còn 50 tuổi trở lên thì họ làm phải soi. Hồi nãy bác sĩ nhỏ đoan có nói, nhưng Việt Nam mình khác. Việt Nam mình đưa vào trong guideline sắp tới sẽ là nữ trên 35 và nam trên 40. Trước đây tôi đưa vô trên 40 như bác sĩ giả đoan nhưng sau đó phó giáo sư Quách Trọng Đức dẫn chứng ra những cái nghiên cứu của phó giáo sư Quách Trọng Đức và đã kéo cái tuổi nữ xuống. Nữ là 3 trên 35 và nam trên 40. Thành ra ở đây ai có triệu chứng dạ dày trên 35 tuổi là đi soi. Trên 40 nam là đi soi. Ở châu Âu là cái nguy cơ ung thư dạ dày nó thấp thì nó mới trên 50, còn mình là nguy cơ ung thư dạ dày dạ, trung bình, là nguy cơ là 40 ha những trường hợp nằm mà dưới 40 tuổi không có dấu hiệu báo động không có nguy cơ đặc biệt thì mình sẽ chọn những cái test không xâm nhập là gì ạ là chủ yếu là test hơi thở là tốt nhất à, kháng nguyên trong phân thì nó phiền toái chút xíu còn huyết thanh chẩn đoán vẫn có một vai trò nào đó, tí nữa mình sẽ xem còn những người mà có dấu hiệu báo động quan trọng nhất dấu hiệu báo động là gì ạ bệnh vạch bi mắt ra mình coi có thiếu máu không thiếu máu có nguyên nhân gì giải thích được không bệnh nhân có sụt ký không bệnh nhân có nôn ói da dẳng không bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa không à, bệnh nhân trong gia đình có yếu tố nguy có trong gia đình có người nào bị ung thư đường tiêu hóa hay không là những cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi mình hỏi bệnh nhân để chỉ định soi rồi cái statement, statement 2 là gì những bệnh nhân khó tiêu trên 50 tuổi thì ở đây là mình trên 30 và 35 thì phải soi ha dyspeptic dyspepsia mà khi các bạn đọc tiếng Anh á, các bạn nhớ là bạn đừng có dịch khó tiêu, mình dùng là từ khó tiêu nhưng thực sự đó là tập hợp các triệu chứng của đường tiêu hóa trên, cái đầy hơi, sình bụng của mình là một cái từ khác là fullness, còn cái từ mà cái từ mà dyspepsia hoặc khó tiêu chức năng mình tưởng là khó tiêu chứ không phải, nó bao gồm cả đau thượng vị, nóng rát thượng vị, no sớm, đầy bụng, chậm tiêu, sau ăn, ha, thậm chí buồn nôn, nói cái gì mà của đường tiêu hóa trên nó dùng chung là dyspepsia hết thì mình phải hiểu trong đó là vậy cái statement thứ ba nó nói cái gì khi mà nội soi có chỉ định khi nội soi có chỉ định thì sử dụng một cái kỹ thuật có sẵn tốt nhất bao gồm cả sinh thiết ha thì sinh thiết của nó thì lấy là nó theo cái protocol đó thì nên lấy ở nên lấy trong à nên khi mà khi mô tả thì mô tả luôn cả vấn đề chẩn đoán và phân loại của viêm dạ dày luôn à, cái đó là nó khuyên mình trong đối với bác sĩ nội soi còn statement thứ tư thì nó dùng cái test hơi thở là urea brief test à, vẫn là một cái test quan trọng để chẩn đoán s pylori trước khi trước và sau khi tiệt trừ nha cái cái test hơi thở bây giờ áp dụng khá là nhiều đó mấy bạn còn cái 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 11 lần đầu tiên cái 11 nó đưa ra cái cái kháng thể IgG kháng thể IgG là được xem như là một cái screening test trong tình huống lâm sàng đặc biệt chứ không phải tất cả mọi người đều đi làm kinh tế hết tình huống lâm sàng đặc biệt là tình huống gì ạ à, mấy bạn xuất huyết tiêu hóa là làm gì lo test nó sẽ âm giả bệnh nhân vô sử dụng ppi rồi đúng mà mình không thể làm được những cái test liên quan đến urea ví dụ như là test hơi thở không làm được lo test nó âm giả cả nguyên trong phân cũng không làm được luôn bệnh nhân đang sử dụng ppi trong vòng 2 tuần không làm được luôn bệnh nhân đang sử dụng kháng sinh trong vòng 4 tuần không làm được luôn mấy ca này cái ca này tôi muốn tầm soát và diệt trừ sớm thì tôi vẫn có thể làm IgG huyết thanh đối với những cái đối tượng đặc biệt là những đối tượng đó hoặc là những đối tượng mà trong gia đình có người bị ung thư dạ dày trực à, loại một. á tức là trực thuộc một tức là bố mẹ anh chị em ruột á thì đôi khi nó có thể làm huyết thanh chẩn đoán nha thành ra trong cái Maastricht 6 nó lại đưa được cái huyết thanh chẩn đoán vô chứ trước đây là đa số huyết thanh chẩn đoán không có được chấp nhận đâu cũng như trong cái cái hướng dẫn của đồng thuận của của Trung Quốc không nhảy nữa rồi đứng nữa rồi bấm cho chị cái đồng thuận của Trung Quốc năm 2021 về dòng gia đình thì nó chấp nhận các bạn làm cái này ha. rồi của nó đi đâu mất tiêu rồi đây cái đồng thuận của Trung Quốc năm 2021 họ nói gì test hơi thở à, huyết thanh chẩn đoán kháng nguyên trong phân là phụ những phương pháp phù hợp để chẩn đoán nhiễm helicobacter pylori trong các thành viên trong gia đình ha. Rồi khi một người bình thường trong gia đình tự nhiên lôi nó bắt nó làm test hơi thở 800 ngàn nó không chịu làm, không chịu làm thì để đi làm gì? Hiếu Thanh chẩn đoán trước, Hiếu Thanh chẩn đoán ra dương tính, muốn chắc ăn thì đi làm test hơi thở lúc đó họ sợ thì họ sẽ phải làm. Còn nếu âm tính mà không có nguy cơ thì thì thôi. Chứ tự nhiên một người khỏe mạnh trong gia đình cỡ khoảng 6 người đi, sống chung nhau đè ra làm test hơi thở hết hết bốn triệu mấy nó không có chịu làm đâu nha thành ra đó là cái cái mà họ đưa ra họ tính toán ghê lắm rồi bây giờ rồi bây giờ vẫn cái vấn đề là test các bạn nhớ là khi có cái tết, làm test đó, lưu ý nha à, sau khi đây là cái test lúc chẩn đoán và cái test lúc mà xác nhận tiệt trừ này các bạn điều trị thường thường làm 14 ngày là hai tuần lễ thì ít nhất mấy bạn phải ngưng thuốc hoàn toàn kháng sinh trong vòng 4 đến 6 tuần lễ hoàn toàn không có kháng sinh và bismuth rồi PPI phải tương tối thiểu là gì hai tuần lễ trước khi mấy bạn làm lại test để xác nhận người ta có thành công hay không như vậy áp dụng trên lâm sàng sao ạ à? bệnh nhân đến với mình khám à, bệnh nhân nói là bệnh nhân có triệu chứng đường tiêu hóa trên đúng không ạ giờ đi muốn thử H pylori thì tôi phải hỏi ủa trong vòng 2 tuần nay có uống cái thuốc gì dạ dày không bệnh nhân nói có ra điệu ra ngoài nhà thuốc mua cái viên gì đó uống đa số là PPI hết vì PPI bây giờ hàng nó rất là rẻ cứ uống cái viên gì vô thì miễn soi nếu chưa cần soi cứ để từ từ soi cho nó gần hai tuần hãy soi cũng tới đúng tiền ít hơi thở 800 mấy lỗ cũng, cũng không làm luôn còn nếu bệnh nhân nói trong vòng 4 tuần nay có uống kháng sinh gì không bệnh nhân có biết kháng sinh là cái gì đâu đúng mà một số bệnh nhân họ biết một số họ không có biết thì hỏi trong vòng 4 tuần nay có cảm cúm sốt gì không Nói dạ có viêm họng đau họng sốt có đi ra nhà thuốc mua bảo đảm một trăm phần gần như một trăm là có kháng sinh thì chịu khó chờ 4 tuần đi rồi hãy soi, hãy tách hơi thở. Tuy nhiên, không phải là nó dễ, tại vì đôi khi bệnh nhân đến với mình đang có triệu chứng, chẳng nhẽ mình không có cho cái gì hết PPI. Trong vòng 2 tuần, bệnh nhân hỏng hết triệu chứng thì lợi họ lại đi chỗ khác. Thành ra mình phải giải thích và thay vì PPI thì trong vòng 2 tuần đó nếu có chưa có gì trầm trọng thì tôi cho những cái thuốc, đặc biệt là thuốc gói Antacid Sunrafat xài được hết để làm gì ạ? À? Làm giảm triệu chứng cho người ta chứ không cho cái gì hết thì ta tới khám bệnh thôi đi về đi hai tuần quay lại thì thôi là nó đi bệnh viện khác nó đi phòng khám khác mình mất bệnh nó giải thích là chịu khó không có uống cái thuốc này nè còn đau quá thì uống cái gói này nè uống giảm triệu chứng nhanh nhất vẫn là thuốc gói ppi nó không có giảm triệu chứng đâu nó đến mất mấy ngày đến cả tuần nó mới giảm triệu chứng cho thuốc gói dập vô buồn đôn đôn, đôn ói thì cho prokinetic vô à tháng 11 ngày 13 tháng 11 sẵn tôi nói luôn là có một cái hội thảo về prokinetic nhớ nha prokinetic các bạn chưa có rành cái đó đâu Thành ra mấy cái đó phải áp dụng Trên lâm sàng nha Rồi bây giờ Cái chỉ định điều trị hồi nãy mình coi rồi Mình nghe bác sĩ Nhã Đoan nói chỉ định điều trị rồi Thì cái này là đồng thuận Matrix 5 và Matrix 6 Cũng như theo cái trường môn tiêu hóa Hai kỳ 2017 Thì yeah, cái khó tiêu chức năng Thì các bạn đôi khi các bạn không phải là dân tiêu hóa Các bạn không biết khó tiêu chức năng là gì Trong cái bệnh lý tiêu hóa Nó có một cái bệnh nó gọi là rối loạn tiêu hóa chức năng, nó gọi là functional gastrointestinal disorder là rối loạn tiêu hóa chức năng. Nó bao gồm những cái rối loạn chức năng từ thực quản cho tới hậu môn luôn. Có nghĩa không có bệnh lý gì về thực thể hết. Tuy nhiên bệnh nhân có những cái triệu chứng rất là nhiều triệu chứng và lúc đó cái vai trò của những cái thuốc gọi là chống trầm cảm hoặc là những cái thuốc điều hòa thần kinh nó rất là quan trọng. Thì đối với đường tiêu hóa trên thường gặp nhất là khó tiêu chức năng, tức là những cái triệu chứng đường tiêu hóa trên như đầy bụng, à, như là nấu thượng vị, nóng rát thượng vị, no sớm, đầy hơi sau khó chịu sau ăn. À, mà không có soi ra bình thường không có không có bệnh lý về gan mật tụy thường là soi ra ra xuống huyết chưa thấy ca nào mà soi bình thường trơn không có bác sĩ nổi soi nào dám mạnh dạng ghi là nổi soi bình thường hết đó. bình thường cũng ráng quất cho thành là sung huyết nhẹ hoặc phù nề nhẹ thì coi như là khó tiêu chức năng à, hầu như là kéo dài trong vòng 3 tháng và khởi phát triệu chứng đầu tiên cách đây 6 tháng đại khái là vậy thì trong cái nhóm khó tiêu chức năng đường tiêu hóa trên thường gặp nhất là khó tiêu chức năng. Còn cái đường tiêu hóa dưới của mình thường gặp nhất là gì ạ? Dạ? Hội chứng ruột kích thích. Còn thực quản của mình là gì ạ? Dạ? Ở nóng chức năng rồi đất ơi, trào ngược là bệnh thực thể rồi. Ở nóng chức năng hoặc là tăng nhạy cảm thực quản chức năng chắc bữa nào phải làm cái hội thảo về chức năng quá. chứ cái tình hình này là không rắm. Thậm chí mình có luôn cái gì ạ? Dạ? túi mật mặt mà cái kiểu đau của 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 cơn đau quặn mật cũng chức năng luôn rồi cái gì nữa ạ? À? lo bớt chức năng tức là sao cảm giác vướng họng mà chức năng luôn trị cực khó cái bệnh chức năng nó nhiều lắm luôn mà mình không quan tâm đến mình toàn chẩn đoán thực thể không mà trong khi thực thể thực tế là không có nó là chức năng ha táo bóng chức năng tiêu chảy chức năng trị quả không hết nó không phải là IBS nha IBS là nó phải có đau bụng thành ra mình sẽ có cái phần đó sau thì trong cái đống này á, thì khó tiêu chức năng là một lét viêm uman thì mình ít gặp rồi mình hay quên nè đa số là quên chỉ định gì sử dụng aspirin hay NSAID kéo dài đa số là mình hả bác sĩ về khớp xài NSAID cho cho đã luôn hỏi bệnh nhân có đau không không đau cứ thế là tới luôn rồi cuối cùng bệnh nhân đi vào đâu ạ à? đi xuất huyết tiêu hóa vô vô bệnh viện tại vì khi bệnh nhân sử dụng aspirin NSAID nó sẽ không có đau đâu nó không có đau mà nó có triệu chứng gì biết không đầy bụng khó tiêu thường là nó có triệu chứng đầy bụng nhiều hơn là triệu chứng đau hoặc là hơi sốt sót thôi mình cứ hỏi vậy xong là thế là mình chơi tới luôn thậm chí người lớn tuổi là vô vị xuất huyết tiêu hóa cái này là bên bên tim mạch là rành lắm xài aspirin rồi cứ qua bên. vui lắm ở viện tim nè xài xong cái xuất huyết đi qua 115 luôn gần lắm cứ thế thôi gặp hoài đi qua hồi là làm bên 115 gặp thường xuyên luôn nha yeah hay quên thành ra cái gì mà sử dụng aspirin hoặc NSAID kéo dài thường là sử dụng dài đâu ai sử dụng ấy hai ba tuần trở lên là dài này rồi phải tầm soát và diệt trừ aspirin vì NSAID và aspirin là hai yếu tố hai tác nhân gây loét số 1 hai thằng này mà kết hợp với nhau là ra loét chắc nha yeah. thứ hai là suốt sử dụng bơm proton kéo dài sử dụng PPI mòn mỏi luôn còn không hề thèm tầm soát diệt trừ aspirin hậu quả là gì ạ thay đổi về gì thay đổi về hình thái thường nó đưa đến viêm teo cộng, cộng H pylori cộng H pylori nữa là viêm teo mà viêm teo là tiền ung thư nha thành ra bệnh nhân gợt bệnh nhân sử dụng NSAID bệnh nhân Barrett những bệnh nhân phải sử dụng PPI kéo dài kéo dài là bao lâu à theo tổ chức y tế thế, theo cái hiệp hội tiêu hóa thế giới về gợt nó gọi kéo dài là trên 12 tuần từ 8 đến 12 tuần gọi là kéo dài rồi mình xài tính thằng năm chứ không có tính tuần đâu mình chẳng hề tầm soát thiếu máu thiếu sắt gặp rất là nhiều ca luôn rồi thiếu máu thiếu sắt thường gặp ở đâu ạ à? phụ nữ trẻ phụ nữ đúng không đang có tuổi kinh nguyệt thường là thiếu máu thiếu sắt đàn ông hiếm khi thiếu máu thiếu sắt lắm luôn đàn ông chảy máu đường nào mà thiếu máu ăn uống thì ăn nhậu quá trời luôn có gì đâu thiếu máu đàn ông mà tự nhiên tới thiếu máu thiếu sắt và thấy lạ lắm rồi đi tìm coi có co. thường là mình vừa uống trà mà vừa ăn là hay thiếu sắt hoặc là mình ăn cái chế độ ăn mà không có màu đỏ màu xanh á à, mà mấy bạn thấy thiếu sắt tôi gặp mấy ca luôn rồi tầm soát diệt trừ s xong là ok nha nó sẽ đẩy sắt lên gặp một số ca thành ra mình cẩn thận ha khi thiếu máu thiếu sắt mình tìm không có ra nguyên nhân gì hết thì thôi mình đi tìm thiếu vitamin b 12 hai ban số huyết giảm tiểu cầu à cái ban số huyết giảm tiểu cầu này hay lắm nha gặp rồi một cái người này là điều dưỡng của bệnh viện đại học y dược cái tiểu cầu lúc nào cũng khoảng bảy tám chục tức thiệt là tức đi khám đi khám bên huyết học người ta nói không có biết nguyên nhân gì luôn cứ uống corticoid nó không có đẩy lên được thế nó thôi bây giờ em đi làm hpbolary diệt thử đi diệt xong hay lắm nha mấy tháng sau thử trên trăm 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 giờ toàn trên trăm không à là nó có chứng cứ đàng hoàng chứ không phải là không có thành ra bạn nào làm huyết học á mà thấy cái giảm tiểu cầu mà không có tiệm gì cứ đi tìm hpbolary diệt thử coi nó có lên được hay không ha những cái in đậm là những cái các bạn hay quên quên thường xuyên luôn vì nó không có thuộc chuyên khoa của nó thuộc chuyên khoa của các bạn, đó chứ chưa chắc là của tiêu hóa, mình hay quên lắm. Rồi bây giờ một lần nữa nhắc lại cái câu hỏi, bây giờ trong gia đình diệt không? Thì ở đây là của tổ chức tiêu hóa toàn cầu, năm 2021 họ nói gì? Bệnh nhân có mối liên hệ mật độ thứ uh, mức độ thứ nhất tức là bố mẹ anh chị em ruột á mà có người bị ung thư thì diệt cho người ta đi. À, hầu như mình biết ung thư nó có liên quan đến yếu tố gia đình. Ví dụ trong gia đình bố bị ung thư dạ dày chết thì thôi gom hết anh chị em ruột gì việc hết đi ha hoặc là anh chị em ruột hoặc là con cái là việc hết nha thứ hai là patient wishes là gì ước ý muốn của bệnh nhân trời ơi người ta muốn diệt lắm rồi bác sĩ ơi diệt cho tôi đi nâng nỉ gần chết không có chỉ định không có diệt thế là đi qua bác sĩ khác bác sĩ khác không có chỉ định không có diệt rồi đi sao bác sĩ khác thế thì không có người diệt cái mình mất bệnh mình giải thích muốn chết mình giải thích rồi nè after full consultation tức là sau khi đã gì trao đổi bệnh nhân đầy đủ rồi mà bệnh nhân vẫn uống muốn diệt tại vì sao người ta đi lên trên mạng người ta thấy cứ có con này là bị ung thư người ta ăn không được ngủ không được không có yên người ta, thậm chí ta lo lắng trầm cảm thì thôi diệt nó đi cho rồi cho người ta thoải mái tự nhiên không diệt làm chi vậy thành ra người ta nói đưa ra là gì bệnh ước muốn của bệnh nhân thì cái này trong gai lai sắp tới thì người ta sẽ nói là cái phần này là đã giải thích rồi mà bệnh nhân vẫn muốn diệt thì cứ diệt cho người ta đúng mà rồi đó là những cái mà trả lời cho các bạn thêm những cái câu hỏi là có nên diệt hay không trong gia đình bây giờ trong gia đình nè bây giờ trong gia đình tí nữa các bạn sẽ thấy cái vấn đề tái nhiễm nó khủng khiếp lắm ví dụ trong gia đình tôi tôi bị viêm teo thì tôi phải diệt chồng tôi và con tôi rồi đó tại vì sao không thôi mấy người đó nó lây lại cho tôi cái quan trọng là bảo đảm cho tôi không bị tái nhiễm thì tôi là tiền ung thư tôi vẫn có thể tiến triển nữa Thành ra đối với những cái người trong gia đình mà đối với cái người đó Còn nếu tôi là viêm sung huyết nhẹ nhẹ thôi Thì thôi, nếu muốn diệt thì thôi Thì tôi viêm sung huyết tôi lỡ tôi nhiễm lại Mà tôi vẫn không có nguy cơ Hoặc là đôi khi viêm sung huyết thực sự ra là khó tiêu chức năng Chứ cũng chưa chắc là có cái gì Còn nếu viêm mãn rồi là có vấn đề Hoặc là viêm teo rồi là phải diệt trong gia đình nha Vì nó tái nhiễm kinh khủng khiếp lắm Và diệt như thế nào thì mình sẽ tính sau Rồi bây giờ nói đến cái trong gia đình trong gia đình thì cần xét của Trung Quốc mới cái public năm 2022 thôi họ nói gì cái chiến lược phòng ngừa và điều trị trong gia đình như thế nào vấn đề kiểm soát và điều trị helicobacter pylori trong gia đình là một chiến lược quan trọng để ngăn ngừa lây truyền và nhiễm ở trong gia đình đương nhiên rồi Hả? trong gia đình Việt Nam mình có một cái thói quen là lây nhiễm kinh hồn là gì ăn là phải gấp bỏ cho nhau đúng không chia nhau bớt có vi trùng thứ hai là gì ạ ăn đoạn thừa mẹ mà chuyên gia đồ ăn con ăn cái gì dư là tiếc tiếc là ăn ăn là sao ạ à? có bao nhiêu nó nhiễm đa số là con nít hết con nít nó lây không à đa số con nít nó nhiễm hết nó lây lại mình diệt muốn chết vài tháng sau nhiễm lại hỏi sao ạ? À? bao nhiêu sữa hoặc cơm gì của con dư là ăn hết à, bây giờ tôi nói là nuôi chó đi nhà tôi nuôi bốn con chó là vậy đó đồ ai dư là cho chó ăn hết không có ăn đồ thừa của nhau thứ nhất là gì có cái tập gì ăn là chia cho nhau nữa ví dụ như ăn cái này ngon đúng không ví dụ uống ly trà sữa ngon hả nguyên ống hút hút xong đưa cho con con xong hút đi vòng 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 còn mấy ông thì sao ạ có cái ly rượu thôi mười người thì sắm một cái ly rượu thôi cái uống xong truyền truyền nhau mà phải uống ngay cái vị trí mà người kia vừa mới uống xong mới chịu chứ còn mà uống khác vị trí cũng không chịu nữa à mà hả lấy ly khác thì là giận nó tình thương mến thương chia sẻ nhau hết uống hết cứ một cái ly là chia hết cả nhà vòng vòng mình có cái, những cái thói quen mà ở nước ngoài họ thấy họ ghê lắm luôn á Đúng mà không, có giống ai rồi thổi cơm rồi cái gì nữa Bón cơm nha 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 cho đã rồi Bón cho con trời ơi sao gì nó ghê Dễ sợ luôn có bao nhiêu bệnh hoạn là lây cho con hết Đúng không ạ Con nít nước ngoài nó không cho bạn hung vô đâu Nó sợ Lây nhiễm kinh khủng Rồi cái câu thứ hai đó nói gì Khi mình diệt trừ ở trong gia đình á Cùng một lúc concurrent ha, Những người đó thì nó có giúp ích làm giảm Cái nguy cơ reflection Nguy cơ tái nhiễm sau khi đã diệt trừ đối với những cái người bệnh mà có cái sang thương tiền ung thư ha, hoặc là đã ung thư rồi thì X-Pylori bắt buộc phải tầm soát và điều trị các thành viên trong gia đình sống chung một nhà cái người đó sống trong một cái nhà đình mà người đó có tiền ung thư người đó đã ung thư dạ dày rồi thì tất cả những người sống chung với họ là phải, phải tầm soát và diệt trừ nha cái đó là bắt buộc chứ mỗi lần diệt trừ rất là cực mà nó còn chưa tính cái chuyện là nó kháng thuốc nữa rồi đó là những cái là các bạn biết để các bạn ấy. Rồi bây giờ cái qua cái vấn đề chọn lựa phát đồ. Các bạn hỏi phát đồ ba thuốc còn chỉ định không? Các bạn xài dữ lắm. Tôi thấy đợt rồi tôi cho các bạn làm đề tài nghiên cứu thạc sĩ đi đi vòng vòng các quận. Lục lại hồ sơ xem các bạn cho chỉ định phát đồ gì vẫn còn phát đồ ba thuốc. Thậm chí các bệnh viện rất là lớn trong thành phố vẫn phát đồ ba thuốc, vẫn có những cái bộ kit ba thuốc thì bây giờ còn hay không thứ hai nữa là trong cái tình hình kháng thuốc Việt Nam hiện nay thì mình ưu tiên phát đồ nào đương nhiên phát đồ tốt là tôi biết rồi nhưng mà tôi chọn phát đồ nào là đầu tay của tôi đối với tôi là người đầy là đầu tay nhưng đối với người đối với bệnh nhân kia cái phát đồ kia mới là đầu tay không có ai giống ai hết á nhà cái đó là cái kinh nghiệm của mình thứ ba là khi mình cho mình phải biết cái tác dụng phụ nó là cái gì để mình cho bệnh nhân biết trước để bệnh nhân họ gì họ biết để họ khỏi phải sợ họ phải tuân thủ đó là những cái vấn đề quan trọng nhất trong chọn lựa phát đồ. Bây giờ matrix 6. Matrix 6 thì nó ưu tiên đầu tiên ở mình là kháng trên 15% rồi. Hồi nãy mình thấy tỷ lệ kháng thuốc clarobicin trên 15% rồi. Nếu kháng trên 15% mà mình có bismuth thì mình xài phát đồ 4 thuốc có bismuth bốn thuốc bắc uống như thế nào liều lượng sao tí nữa mình nói sau nếu thất bại thì xài phát đồ bốn thuốc có levo các bạn biết là bốn thuốc có levo là lần đầu tiên vô đưa vô phát đồ rõ ràng gồm có levo amox ppi và bismuth nhưng mà cái này chúng tôi đã làm nghiên cứu trước khi các phát đồ này trước khi cái gây lai nó ra rồi và hiện tại vẫn có những cái thạc sĩ đang làm đề tài về cái này của trường mình 3 hoặc 4 thuốc Nếu thất bại thì sử dụng phát đồ rifabutin Tuy nhiên rifabutin hiện nay mình không có được xài ở Việt Nam Mà mình sẽ làm kháng sinh đồ Đối với những cái vùng mà nó không có The second option Tức là cái khi nào không có bismuth Thì mấy bạn mới xài phát đồ đồng thời Tuy nhiên cái phát đồ đồng thời hiện nay ở Việt Nam á, Không có làm nghiên cứu nhiều vì mình thấy là một số nghiên cứu trên thế giới họ thấy cái phát đồ đồng thời á, nó không có hiệu quả đồng thời là phát đồ ba thuốc chuẩn ba thuốc chuẩn A, mốc clarithromycin ppi cộng với cái nhóm gì nhóm metronidazole hoặc tinidazole thì hầu như là không có tắc không có hiệu quả thành ra mình quên cái này đi mình chỉ xài phát đồ 4 thuốc hoặc bốn thuốc có level thôi bây giờ matrix 6 nó nói gì thất bại với phát đồ 4 thuốc bắt thồ đồ mà đồng thời á hoặc là bắt đồ 4 thuốc à nếu phát lại với phát đồ đồng thời thì mình chọn hoặc là bốn thuốc có bismuth hoặc là phát đồ 4 thuốc có level hoặc ba thuốc có level Ha, hoặc là hai đô dual therapy ngay cái bước thứ hai đã có hai đô dual therapy guideline sắp tới không có hddt hai hai hddt thành ra hai đô dual therapy lý do tại sao mà các nghiên cứu Việt Nam mình tỷ lệ thành công chỉ sáu mươi mấy phần trăm trong khi nghiên cứu của tôi lên đến 90 phần trăm đó là cả một quá trình tôi phải gặp trực tiếp đi nước ngoài gặp và gặp ngay cái ông tác giả của phát đồ này và hiểu được rằng phát đồ này phải uống như thế nào thì nó mới thành công. À, mà tại sao thế giới người ta đưa vào gai like mà Việt Nam mình không dám đưa vào vì Việt Nam mình hiện tại thành công có sáu mấy phần trăm thôi. Nha. Nhưng phát đồ này nếu mà xài đúng là sướng cực kỳ sướng, không có tác dụng phụ và tôi đang áp dụng cho tất cả các bệnh nhân mà lớn tuổi có bệnh nền, tôi chỉ sử dụng hai thuốc thôi và vẫn thành công cho dù thất bại hay thất độ thất bại. Cái này sẽ chia sẻ sau nếu các bạn cần ha. Rồi bây giờ nói tới cái liều. Cái liều là sai vô cùng luôn cái liều là muốn liều gì là liều bây giờ cái liều nếu đã là phát đồ 4 thuốc có bismuth thì mình dùng cái ô phía trên cái ô phía trên là liều cho phát đồ bismuth carbon therapy bismuth là x nhân 4 lần một ngày các bạn cứ 2 nhân 2, 2 nhân 2 là sai bét 4 một lần, không cần biết liệu luôn Cứ một viên nhân 4 hết cho tôi Cho dù nó là Insercept, nó dù là Trimo Cho dù nó là cái cái giống gì cũng được Cứ một viên nhân 4 Rồi, Metronidazole Lúc nào cũng 2 nhân 2 hết là sai. Medroneasone là liều viên của nó là 250, nếu mà 2 nhân 2 là không đủ liều. Liều của nó phải là 500 mg 3 đến 4 lần. 4 lần chịu không nổi ói kinh hồn lắm, mình xài 3 lần thôi thì phải ít nhất 2 viên nhân 2, 500 nhân gì? Nhân 3. Không có hai, không có nhân 2 đâu nha. Đa số các toa thuốc 80% là nhân 2 là không có đúng. PPI thì mình biết rồi, liều chuẩn nhân 2, tetracycline 500 nhân 4 không có cái chuyện 500 hai viên nhân 2 đâu nha, à, tự chế không mà. 500 nhân 4 phát đồ người ta ra sao thì xài y vậy đi, đó là cái nhóm của bốn thuốc có bismuth. Còn nếu các bạn xài phát đồ nào mà không phải bốn thuốc có bismuth thì amox là 1000 nhân 2, clarithromycin 500 nhân 2, Levo 500 một lần một ngày. Levo mình bây giờ có nhiều liều vui lắm. Có một toa thuốc thì levo 500 1,5 viên uống, giống như điều trị gì ạ? điều trị của bên hô hấp á Levo 750 rồi Đa số mình là gì ạ? Dạ? 500 một viên nhân 2 Trời ơi, bệnh nhân nó muốn chết lên lết xuống Thứ không ngủ được, nó mệt, nó lết Tại vì nó đau gân Tại vì mình mình, mình giải thích là sao ạ? À? Liều của Việt Nam mình hàm lượng nó thấp quá Thì thôi, thay vì một viên mình chơi luôn hai viên Thì thôi đi xài hàng xịn đi Ai biểu xài hàng dỗ mình chi lên hai viên tác dụng phụ khủng khiếp Bệnh nhân có điều trị xong thì đi đau, đau gân Ha, đầu đau khớp đi khám thêm một đống thuốc khớp nữa bác sĩ ơi tôi thêm bệnh nữa thêm một đống thuốc khớp gặp nhiều hai ba cái toa uống muốn chết Levo người ta thấy rồi 500 hay một ngàn hiệu quả không lên bao nhiêu hết thành ra là năm trăm ha metro đối với phát đồ không phải bốn thuốc ít mút thì chấp nhận một ngàn mg ppi rifabutin các bạn sẽ thắc mắc tại sao Metro kháng đến 100% mà vẫn xài. Thì kháng Metro là kháng theo liều, khi mình tăng tới cái liều cao đặc biệt bốn thuốc cái bismuth lên một ngàn rưỡi đến hai ngàn thì gần như là mình trong thực hành nó không có kháng ha thành ra mình vẫn sử dụng được phải sử dụng cái liều đó bây giờ nói liều nói gì công nhận trung quốc nó hay cái đó là nói cái dễ nhớ lắm mình dễ nhớ nhất các bạn coi cái cái hướng dẫn điều trị của trung quốc nè nó chẳng cần biết phát đồ gì hết nó chỉ biết tất cả phát đồ phải có ppi và bismuth rồi xong đã vì bismuth không phải là kháng sinh nhưng bismuth nó làm gì phối hợp hiệp lực và tăng hiệu quả của kháng sinh cũng như nó chẳng bao giờ có kháng hết nó không có kháng thằng bismuth bao giờ thành ra tất cả phát đồ cứ nhắm có ppi và bismuth trước cái đã rồi tính tiếp nếu phát đồ đó là bốn thuốc có bismuth thì phải là bismuth một viên nhân 4 nhưng nếu mà phát đồ chỉ có hai lần uống một ngày thì là bismuth nó sẽ là hai nhân hai tùy nha đừng lúc thì hai lúc thì bốn bệnh nhân nó không tuân thủ được rất là khó các bạn cứ nhớ nè, PPI bismut cộng thêm hai kháng sinh mà được phép sử dụng là gì ạ? À? Amox, mình còn gì? Amox tetra và gì? Levo, mình còn có nhiêu đó thôi à. để cứ thế PPI bismut cộng thêm gì? Amox levo. PPI x-mốt cộng thêm gì? Tetra với gì? Tetra với metro. Tetra metro là bốn thuốc có bismut, levo với amox là đó. Thành ra nó chỉ có vậy nè. Các bạn thấy kháng sinh PPI rồi, bây giờ dưới kháng sinh một là amox tetra đúng không ạ kháng sinh một là amoc và tetra kháng sinh hai là còn lại levo metro hoặc là tetra thứ thế là phối hợp vô thôi không có gì phối hợp phối hợp qua phối hợp lại cũng còn có hai phát đồ à bismuth bbi gì nữa amoc thì phải phải đi levo còn mút mút bbi nếu mà là tetra thì phải đi với gì metronidazole coi còn có cách nào nữa không Furazolidone là mình không có xài rồi còn một phát đồ nữa mà tôi đang chuẩn bị làm nghiên cứu nè mấy bạn là Amox và Tetra coi có không? Cực kỳ rẻ. Cực kỳ rẻ đúng không ạ? Thứ hai là gì? Không có tác dụng phụ luôn. Bữa nào có bạn nào làm đề tài tiếng đại thạc sĩ làm đi. PPI Amox cộng Amox Tetra làm đi nó cho nè. Amox Tetra đi sợt lên nghiên cứu cực kỳ dễ làm luôn. Dễ thuốc thì rẻ nữa. Nhưng mà làm kiếm cái tetra xịn mốc là mốc của pháp mốc chứ hàng việt nam là không có hiệu quả đâu đó osmoc là tàu lao nữa đó bây giờ nói giới thiệu tàu lao nè nói chuyện tàu lao mấy bạn điều trị vui lắm bây giờ liều chuẩn ppi bây giờ cách uống à cách uống mới là lộn xộn này ppi và bismuth thì uống làm sao ạ à? Nếu mà hợp chất bismuth trong phát độ amox với levo thì uống 2 x 2 Nhưng mà hợp chất bismuth trong phát độ 4 thuốc có bismuth thì 1 x 4 thì tất bismuth và PPI là uống trước ăn 30 phút đến 1 giờ trong guideline này nó cho 30 phút thôi nhưng mình tốt nhất là 30 đến 45 phút là chính xác nhất nhưng mà người ta vẫn để 30 đến 60 nhưng mà trong cái của cái đồng thuận của Trung Quốc nó ghi là trước bữa ăn 30 phút và bữa ăn phải có chất đạm nha sáng dậy uống viên thuốc PPI bismuth xong 30 phút sau ăn ăn nấm sôi ăn miếng bánh mì không có xi si nhê gì hết phải có chất đạm để gì để đẩy hoặc hóa cái bơm proton để hoặc hóa cái kênh bơm h cộng k cộng atp nha thành ra uống còn tất cả kháng sinh thì uống làm sao ạ à? ngay sau ăn chứ không phải uống rong để đi chơi một hai tiếng sau mới uống không phải kháng sinh là phải có chất đệm là phải có thức ăn thành ra bít smooth bbi uống trước ăn 30 mươi đến sáu phút tốt nhất là trước 30 mươi đến bốn phút kháng sinh uống ngay sau ăn nhớ chưa phát đồ mình bốn thuốc cứ nhớ bốn thuốc PPI bismuth cộng thêm hai kháng sinh hai kháng sinh mình chỉ có gì amox tetra và gì metro có nhiều đó thôi à cứ thêm mà cứ chọn mà xài thôi đúng không dễ nhớ lắm trung quốc nó hay á chứ mình á, phát đồ bốn thuốc ba thuốc gì phức tạp quá nhiều lúc không nhớ đúng không bây giờ cứ cho biết vô liệu PPI bây giờ liều liều chuẩn liều chuẩn thì isome 20 ra b 20 ome 20 lăng 30 đó liều chuẩn như đó đó nhưng mà đối với isome nếu cái viên của mình là 40, ví dụ Nexum 40 thì chỉ cần xài một lần một ngày. Không phải bẻ làm đôi đâu nha. Ôi cô nói liệu chuẩn nhân 2 viên 40 giờ mua viên 20 hai lần tốn kém có thôi lấy viên 40 bẻ làm đôi không phải. Nexum mà bẻ làm đôi là xong tiêu luôn rồi đó, không có bẻ làm đôi. Nhưng mà tí nói mình xài luôn có 40 nhân 2 cho nó sướng, đúng không? Xài chi để nâng cái pH nó quan trọng vô cùng trong vấn đề tiệt trừ nhiều lúc không phải vì kháng thuốc đâu mà do do không có đẩy pH lên nó không có hiệu quả thôi liều bismuth liều bismuth liều chuẩn của bismuth là potassium bismuth citrate còn những cái thằng kia tương đương là cứ thế thôi mà vâng thôi cứ, một viên bismuth là liều chuẩn đó cứ một x bốn hai x hai ha vậy là khỏi phải nhớ liều như thế nào hết bây giờ qua cái cấy bây giờ thất bại hai lần là thất bại là sao phải phát đại phát đồ bốn thuốc có bismuth thất bại luôn phát đồ Level, bốn thuốc có level Thất bại hết hai phát đồ đó rồi Thì mình sẽ ký làm kháng sinh đồ Và kháng sinh đồ nhớ Kháng sinh đồ trong mắt xích đã, đã nói là gì Luôn luôn có PPI và bismuth cộng thêm hai kháng sinh Nếu mình chỉ xài PPI cộng hai kháng sinh nhạy là cũng không đủ nữa phải có bismuth mà không hiểu sao mình vẫn vẫn không có để cái bismuth vô bismuth nó chẳng có cái gì tác dụng phụ nhiều ngoại trừ nó bị đen cái lưỡi mới đi cầu phân đen thôi đó, thành ra mình phải đủ Bây giờ các bạn để ý nè Một cái tình huống bệnh nhân họ đến với mình Họ giật họ làm phát đồ bốn thuốc có bismuth rồi ha à, Họ kháng Hoặc là họ uống phát đồ bốn thuốc có levo rồi Họ kháng thì nhớ làm ơn lục lại Xem nó uống cái giống gì ở trong đó Levo lại levo gì PPI là PPI loại gì PPI mà có mấy trăm đồng viên á, Thì thôi dẹp nó đi à, mốc loại gì Xài lại hết trước khi cấy và kháng sinh đồ phải đảm bảo tất cả phát đồ của tôi thất bại là do gì tôi đã dùng hết thuốc chuẩn rồi đúng liều đúng thời gian rồi mà thất bại thì tôi mới cấy thì cấy tốn tiền cấy ra nó cũng chẳng làm được cái gì cấy ra nó cũng lòng vòng có chừng đó kháng sinh à chứ nó không có cái gì mới đâu thành ra có những bệnh nhân họ việc phát đồ bốn thuốc bít rồi tôi nhìn liều metro không đủ thời gian không đủ ppi xài không chuẩn là tôi xài lại bốn thuốc có bismuth thậm chí bốn thuốc có levo levo không phải là tavanic ppi không phải là hàng chính hãng thế hệ 2 như paris như Nessum, xài lại hết Ambox xài hàng việt nam mấy trăm đồng viên xài lại Ambox của mỹ luôn là xài lại hết thành công như chơi vẫn thành công không có chuyện gì là không thành công hết tôi nói tôi điều trị ít nhất là cả không biết bao nhiêu ngàn ca rồi đó Tại cứ trung bình một ngày hai ba chục ca mấy bạn nghĩ đi tôi ngồi phòng khám ví dụ một trăm hàng trăm hai chục ca một buổi đi thì trung bình tôi diệt phải đến ba chục ca tôi chưa bao giờ thất bại từ khi mà làm đến giờ thất bại đếm trên đầu ngón tay chưa năm người chỉ có hai phát độ đó thôi nha thành ra mình phải tự tin lên bây giờ cái này các bạn đã thấy rồi à, cái này là là nhã đoan đã chiếu rồi thì thôi lượt qua bây giờ vô các vấn đề chính lựa chọn ppi cái ppi nó cực kỳ quan trọng các bạn sẽ thắc mắc tại sao là vi trùng của mình á các loại vi trùng khác diệt thì chỉ cần kháng sinh thôi trong khi cái dạ dày cũng là vi trùng, x pylori cũng là vi trùng nhưng không có PPI, không có diệt được nó. Mình chỉ con H. pylori này nó chỉ nhảy với kháng sinh khi nó ở giai đoạn nhân lên thôi, mà nó chỉ nhân lên khi pH dạ dày đẩy trên 6 đến 8 thôi. Đẩy lên pH dạ dày càng cao bao nhiêu thì nó càng nhảy với kháng sinh bấy nhiêu. Và đúng trường hợp mấy bạn ức chế toan không đủ, dù kháng sinh có tốt cỡ nào nó cũng không có thành công, Do đó sẽ có những trường hợp mình thất bại không phải do kháng thuốc mà do mình đẩy toan lên chưa có đủ. Mình không có đẩy pH lên đủ. Bây giờ một cái meta analysis năm 2012, họ làm, họ so sánh thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ nhất gồm có gì ạ? À? Ome, Lanzo, Panto. Thế hệ thứ hai là có Rabe và Isomeprazone thì cái nghiên cứu này họ cho thấy rằng là ở thế hệ thứ hai isome và rabe thì tốt hơn trong vấn đề tiệt trừ tăng cái tỷ lệ tiệt trừ lên so với thế hệ thứ nhất so với thế hệ thứ nhất và trong cái đống này thì cái thằng mà tốt nhất thuận lợi tốt nhất là isome 40 x 2 tức là nó đẩy tới cái liều cao cái liều gọi là cái kêu này gọi là liều rất cao rồi không phải liều cao nữa liều cao là chuẩn nhân 2 tức là isome mấy bạn xài một viên nhân 2 40 luôn thì nó là tốt nhất và đối với vấn đề chuyển hóa qua những cái người mà chuyển hóa nhanh qua hệ thống ship 2 c 19 á, tức là những cái người nào mà chuyển hóa nhanh thì cái AUC của cái P, của PPI tức là nồng độ ức chế tối thiểu trong máu của nó giảm rất là nhanh, thành ra hiệu quả của nó không có được duy trì. Thì họ thấy thế hệ thứ hai á, thế hệ thứ hai à, như là Rabe và Isomebrazone thì nó hiệu quả hơn thế hệ thứ nhất cho những cái người mà chuyển hóa nhanh luôn, tức là nó không bị ảnh hưởng bởi vấn đề kiểu hình của ship 2 c 19 trong cái chuyển hóa này thì các bạn sẽ thấy trong tất cả các PBI đều được chuyển hóa qua gan, qua hệ thống ship. Trong đó có những thứ nó chuyển qua hệ thống ship 2C19. Chỉ có, có thằng Rabe là chỉ qua được cái không có qua ít qua hệ thống ship 2C19 thôi. Tuy nhiên đối với cái isomeprazone thì khi uống cái liều thứ hai á, thì nó lại không chuyển hóa cơ hệ thống ship 2C19. Vì nó khi uống vào nó được thành cái isomeprazone sulfone và nó ức chế cái vấn đề chuyển hóa qua hệ thống ship 2C19. Do đó mà người ta nhận thấy rằng là cả ra b và isomeprazone khi sử dụng thì mình không bị sợ ảnh hưởng bởi cái ảnh hưởng kiểu hình và kiểu gen ha đây là một cái nghiên cứu để chứng minh điều đó một cái nghiên cứu để chứng minh rằng cái này là một cái meta analysis bao gồm những cái act tức là đỉnh của cái tháp về chứng cứ cái đỉnh về tháp về chứng cứ luôn luôn là meta analysis của các act tức là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên thì các bạn thấy là không có bị ảnh hưởng giữa cái nhóm chuyển hóa nhanh, chuyển hóa chậm, chuyển hóa trung bình khi chúng ta sử dụng rabeprazone và isomeprazone thì ra an tâm ha. Hồi trước có một số bạn nói với cô cô thất bại rồi bây giờ em cho đi làm kiểu hình đi làm cái gen của ship 2019 làm được giống như mình sử dụng cái labirel thì nó sẽ ra chuyển hóa nhanh, chuyển hóa chậm, trung bình để mình điều chỉnh. Thì khi các bạn sử dụng hai thuốc này mấy bạn không cần phải làm cái đó và trong khuyến cáo họ cũng không cần phải làm cái đó. Bây giờ một số nghiên cứu họ cho thấy khi đẩy cái PAP, ppi lên cái liều rất là cao thì cái hiệu quả của việc trừ H. pylori như thế nào? Các bạn sẽ thấy nè. Khi đẩy lên PPI, isome 40 x 2, đẩy ome lên 40 x 2, ha, đẩy cái Rabeprazole lên 4, 20mg x 4, 20mg x 4 là đẩy lên liều cao lắm. Thì mình thấy tất cả những cái gì, vấn đề tiệt trừ của nó đều vượt trội hơn so với cái liều cũ hết. Bên này là vary high đô, tỷ lệ tiệt trừ 81 so với 73, 78 so với 74, 96 so với 71 các bạn thấy không? 86 so với 79. Tức là khi mình đẩy lên như vậy thì cái cái hiệu quả nó tăng lên chứ nó không có làm tăng tác dụng phụ. Thành ra đối với những trường hợp mà mình đã thất bại lần đầu, các bạn có quyền đẩy PPI lên liều rất là cao. Ha, để mình làm gì? Mình mình tối ưu hóa cái toan ha, mình chỉnh lại. Đây là một cái nghiên cứu để cho thấy rằng hiệu quả ức chế bơm proton trong vấn đề tiệt trừ thành công phát đồ 3 và 4 thuốc. Một cái số lượng nghiên cứu tổng số N là số cái bài báo nghiên cứu trên trên gần 8 000 Mấy bạn thấy khủng khiếp trên tất cả mọi cái miền trong thế giới ha. Từ châu Âu, châu Á, về tùm lông hết và các chủng tộc. Cũng như là vấn đề hút thuốc lá không hút thuốc lá, vấn đề dị ứng kháng sinh vân vân. Thì mình thấy sao ạ? cái vấn đề mà tiệt trừ trong ba bốn thuốc mà người ta đưa ra người ta phân tích đa biến người ta đưa ra các yếu tố mà đưa đến thành công thì trong đó một trong những yếu tố thành công là cách chọn lựa PPI và ở đây họ thấy PPI isomeprazole với liều 40 mg nhân 2 thì cái khả năng thành công OR là 1,64 cao hơn so với tất cả các PPI khác. Đây là một trong những yếu tố một cái những cái yếu tố phân tích đa biến mà là hồi quy đa biến và cho thấy đây là một cái yếu tố dự đoán thành công độc lập so với các yếu tố khác ha. Đây. Isome 20 là 1,49 mà isome 40 là lên đến 2,45 mấy bạn thấy ghê không? Lên đến 2,45 là các, các là đáng lẽ cái vòng đỏ đưa xuống dưới mà tôi để lộn đó. Hai lần một ngày là họ so sánh ha. Trong vấn đề sử dụng PPI hai lần một ngày thì mình thấy cái thành công của nó isome 40 là đến 2,45 cao hơn rất là nhiều so với các loại PPI khác bên cạnh bên cạnh cái PPI là isome 40 nhân 2 nó còn có nhiều cái yếu tố dẫn đến tỷ lệ thành công cao gọi là predictor yếu tố dự đoán là gì ạ à? tuổi nam nam thì sao nam có tốt hơn nữ không ạ à? nam là âm nha không phải chín như vậy là nam thua nữ nữ thì khả năng thành công cao hơn nam một chút tuổi tuổi thì cũng có ha à, cứ mỗi năm như vậy càng lớn tuổi thì khả năng thành ở càng trẻ thì khả năng thành công cao hơn phát đồ 4 thuốc tỷ lệ thành công cao hơn so với 3 thuốc thời gian sử dụng hai lần một ngày tốt hơn so với một lần một ngày ví dụ như có những thuốc thuốc như isomeprazole đôi khi mấy bạn có thể sử dụng một lần một ngày cái mà cao nhất vẫn là isome 40 hai lần một ngày các bạn ha kết luận pi khác trong việc trừ helicobacter pylori rồi bắt đầu cách uống bây giờ cho hai lần một ngày bệnh nhân sáng 8 giờ uống chiều ăn 4 giờ uống dưới quê 5 giờ nó ăn rồi đúng không ạ à, sáng ngủ dậy xong là nhiều lúc ăn trễ hoặc thậm chí không ăn thế là gom lại cuối cùng thì đâu có được hai lần một ngày phải cách nhau 12 tiếng 8. 8 giờ sáng thì phải 8 giờ không phải 10 giờ đêm uống thuốc hả là còn uống thuốc mà còn uống thuốc là còn ăn uống xong rồi gì điều trị xong 14 ngày lên 3 kg gặp hoài bệnh nhân bác sĩ ơi dịp xong HP uống lên 3 kg thiệt vì ăn đến 4 cử nói chung là cứ uống thuốc là phải ăn thuốc dạ dày mà không có ăn là không có hiệu quả phải trước hoặc sau trước hoặc sau chứ không có cái chuyện ăn thành ra PPI bác sĩ bệnh nhân nói bác sĩ ơi tôi không có ăn sáng ăn trưa mấy giờ hả uống thuốc 11 trưa mười một đêm còn không thì chịu khó đẩy lên uống buổi sáng uống thuốc xong PPI là phải ăn và ăn là phải có chất đạm chứ không có nhịn đói nha nhịn đói là không có hiệu quả đâu rồi PPI bismut là uống trước ăn các bạn có cho bismut sau ăn là không có tốt đâu phải có chất đạm và không có được nhịn đói kháng sinh là uống ngay sau khi ăn rồi đó là những cái thành ra ghi cái toa xong là gì ạ à? dặn nốt ghi chú tôi có một cái toa tôi in sẵn dưới này tôi ghi chú ghi chú ghi chú hết bả dặn bệnh nhân nha, bệnh nhân họ không nhớ đâu. Bây giờ mấy bạn vui lắm, tetra. Tetra trong phát đồ bốn thuốc là bốn lần một ngày là uống cách nhau 5 tiếng. Cứ uống phải là sáng, trưa, chiều, tối là uống làm sao ạ? À? Sáng, trưa là 10 giờ, chiều là như 3 giờ, tối là như 7 giờ gom hết có 12 tiếng đồng hồ uống bốn thứ làm sao mà nó phủ được nguyên ngày? Mà mấy bạn vui lắm, cô không có tetra xài đốc được không? Ủa nghiên cứu đâu, đâu có làm đốc đâu mà giờ đổi qua đốc Rồi người ta bốn lần một ngày thì cho có hai lần 1 ngày thôi là sao thành công? Thành ra tôi nói là phải ráng lấy cái toa cũ qua nó cho cái gì trong đó Rồi bây giờ tới Amok vui lắm Amok mà không có, xài Ovaltine chơi vậy đó. Rồi đó ơi cái viên Ovaltine nó mắc muốn chết mà cô cô có thêm axit clavulanic nó uống nghiên cứu HP nó đâu cần axit clavulanic đó đâu phải là cái nhóm nhóm kia đâu và xài ốp vui lắm có đại học y dược con thời nó không có a em cả cái bệnh viện nó không có a trong 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 cái khi khám ngoại viện nó có một ốp mô thế là tất cả các toa cứ là gì ốp 2 x hai nhân hai trời ơi chết nhỏ một ngàn mg một viên nhân hai là em biết một viên ốp bao nhiêu tiền hai viên mấy giờ đến ba chục ngàn mà còn viên a bao nhiêu tiền có ngàn hai ngàn thì lúc hà việt nam còn có mấy trăm đồng mà mà mấy bạn thôi mấy bạn đừng có tự chế ra còn metro Metro thì xài Metro hoặc Tini cũng được. Mà nếu bốn thuốc Ismood e thuệ làm 500 x 3, đa số toa là 2 500 x 2 hết. Thành ra đâu có thành công. Diệt lại. Mỗi lần diệt lại uống ói muốn chết luôn. Levo 500 một ngày, không có tăng lên gấp 2. Không có tự tăng lên 750 cho giống bên hô hấp. Rồi ơi, mấy bạn chế nhiều cái vui lắm. ha Rồi còn chia nữa mới ghê chứ. Ô Levo người ta uống một lần thôi, không có chia. Levo buổi tối nó mất ngủ khủng khiếp. Bạn nào uống thử đi buổi tối mất ngủ. Rồi, lấy cái viên tabanic lấy 1 phần 2 nhân 2 nữa mới ghê Đâu có ai chịu <laughs> 2 nhân 2 Uống một lần thôi Rồi còn thay nữa À coi không có level Thay bằng Cipro Không có Cipro Bây giờ móc clean xịn hơn đúng không Chơi luôn móc si Rồi mấy bạn nhiều cái chế ra kinh hồn luôn á Không có nghiên cứu nó đâu có làm cái này đâu Thành ra phát đồ sao làm y vậy dùm cái đi Trời ơi mình đã không nghiên cứu rồi mình còn chế ra Trừ khi mình làm nghiên cứu thôi rồi vậy á bà bài bữa cũng có bây giờ 14 ngày tất cả là 14 ngày hết không có uống 10 ngày trừ khi á bạn làm nghiên cứu mà nó ở địa phương tôi tôi xài 10 ngày thành công 90 thì tôi làm 10 ngày còn không thì theo người ta đi 14 ngày hết rồi bây giờ kể chuyện cười cho mà nghe nha bệnh nhân đến với mình khám uống thuốc được 7 ngày rồi à, được 10 ngày rồi mệt quá chị không nổi nghỉ nghỉ không uống nữa tới khám mình nó mình thấy phát đồ xài cũng ok xài xài cũng được cái nó giờ sao cô uống lại rồi cho bệnh nhân uống lại 14 ngày tôi nói trời ơi em ơi em ác vừa vừa thôi người ta uống 10 ngày rồi người ta vẫn nói là không phải thành công trên chín mấy nhưng người ta lỡ người ta thành công nó có nhóm bảy mấy tám mấy thì sao thì lỡ uống được 10 ngày thậm chí 8 ngày thì sao ạ à? ngưng ngân cho đủ một tháng làm lại nếu nó dương thì sao thì trị lại còn nếu nó âm thì sao trời ơi, mừng quá hên quá nó hên quá hồi xưa trị 7 ngày thì sao hồi xưa phát đồ có 7 ngày Ôi ý nói là 7 ngày là thành công năm chục lỡ mày nó rơi vào cái nhóm thành công năm chục làm sao người ta mới ngưng có bốn năm ngày ta ói gần chết tâm mệt gần chết đè ra quất thêm phát đồ lần nữa rồi ơi bệnh nhân nó lết luôn thì cứ cho nó nghỉ bốn ngày bốn tuần nó đi bốn tuần đó cho cái thuốc nhẹ nhẹ vô cái gì cũng được ha, cho nó bớt thành ra mấy bạn từng cái tình huống trong lâm sàng mấy bạn phải rất là cẩn thận rồi cái vụ probiotic vui lắm cứ mỗi lần mà hội thảo mà dính tới probiotic là y như toa nào cũng có probiotic cũng lạ đời với bạn buồn cười lắm mấy bạn đi nghe hội thảo ha bắt đầu nói về probiotic đúng không là bao nhiêu cái lợi cái lợi của probiotic là sẽ đẩy lên mây vừa rồi có hội thảo đó là ca nào cũng probiotic hết hãy vô phát đồ giữa hp tại vì vừa rồi nghe nói không việc hp probiotic vô thì thành công mà probiotic là vi khuẩn sống vi khuẩn sống mà dùng với kháng sinh thì sao nó diệt hết trơn lấy còn gì đâu mà xuống tới ruột Thành ra nguyên tắc khi xài probiotic là không được uống cùng lúc với kháng sinh, phải cách kháng sinh ra 2 tiếng. Bây giờ nói nè, PPI hai lần ngày, đúng mà, 4 thuốc bismuth. Rồi tới tetra một viên nhân 4, rồi tới bismuth một viên nhân 4, rồi tới gì ạ? Dạ? Metrodirazone hai viên nhân 3, rồi đã 2, đã 3 đã 4 là đã hai, đã ba, đã bốn là bụng cái não rồi. Bây giờ thêm probiotic một một gói nhân hai uống cách sau kháng sinh 2 giờ tôi nói đố mà thiệt bản thân tôi là bác sĩ tôi còn không uống nổi đi đừng có nói là bệnh nhân trời ơi nó rối hết trơn nó lên không được bao nhiêu mà bệnh nhân nó rối tan beng hết trơn thứ nhất là tăng tiền thứ hai là bệnh nhân nó không tuân thủ được nó không tuân thủ được là sao ạ à? nó sẽ quên tùm lum hai lần ba lần nó lộn hết trơn nó dập hết một lần thậm chí có nó dồn hết hai lần nó uống luôn là không hiệu quả thành ra đã xài phát đồ thì thôi làm yên giữ nguyên nếu phối hợp phối hợp gì biết không phối hợp một thứ duy nhất chống ói thôi vì nó sẽ ói là xài gì prokinetic hoặc motilium hoặc là mosat hoặc hoặc là mosapride hoặc isopride hai lần một ngày thôi uống trước ăn thì tại sao ạ uống trước ăn cùng với ppi nó gom lần nó uống nó không có nhơ lộn đừng có cho ba lần một ngày vì ba lần một ngày đối với những cái phát đồ mà hai lần một ngày ví dụ như bốn thuốc có bismuth nè bốn à, thuốc có levo nè levo một lần một ngày nè ppi hai lần nè bismuth hai lần nè đúng không a à, móc hai lần Bây giờ thêm prokinetic 3 lần chi cho nó lộn. hai lần sáng chiều Thôi. Thành ra cho là phải coi mình uống được không. Mình uống thử đi đã. Mình uống được thì hãy cho bệnh nhân nó uống. Trời ơi, mình uống còn tôi mà uống PPI trước ăn tôi uống không được luôn. Tại sáng vậy luôn. Quấn quấn cái là gì? Uống liên thuốc, im thuốc xong ăn không có kịp. Phải chạy đi làm. Chạy đi làm vô tới trường là nhiều lúc quá một tiếng đồng hồ rồi. Mà đồ đông đâu có đạm Nhiều lúc có miếng bánh mì ăn cũng đâu hiệu quả Là cực khó uống rồi chứ đừng có nói mà phối hợp tùm lum Thành ra lý do tại sao người ta việc không thành công Bạn đâu có ghi chú vậy đó Bạn giờ bạn ngồi bạn nghĩ ra đi Bạn có ghi chú nhắc bệnh nhân kỹ như tôi không Đâu có cứ 1 nhân 2, 1 nhân 3 Ui cứ thoải mái Trước ăn sau ăn náo loạn hết Rồi còn thêm cái vụ gì nữa Cái bộ kia mặc dù có hiệu quả Trong matrix 6 đến 9 statement Nhưng nhắm người đó áp dụng được Thì áp dụng còn không thôi mặc kệ nó đi Thành công nó thêm một 2 phần không đáng kể Mà nó quá phức tạp Mặc kệ bỏ nó đi ha rồi bây giờ cái bạn còn phối hợp nhiều lắm, thích hả ăn ta uống, sau ăn 2 giờ hoặc là uống không ghi gì hết, uống uống đóng kháng sinh chung với ăn ta rồi xong, khỏi hấp thu được luôn. Rồi sunderphat, sunderphat là pro rất phải uống trước ăn 30 đến 60 phút mới có hiệu quả, nó phải được hoạt hóa thành cái dạng hoạt động. mới bạn cho sunderphat thành ăn ta luôn, cho uống sau ăn luôn. Tất cả các toa tôi thấy chưa có một cái toa nào xài sunderphat đúng. Sunderphat vàng uống sau ăn là sai hết. Vàng là sunderphat sau ăn không biết muối sau ăn là sai luôn thành ra thuốc tiêu hóa nó quan trọng với cách uống lắm rồi bây giờ bỏ bệnh nhân đã năm thứ thuốc muốn chết rồi thêm ăn tacit một gói nhân ba uống sau ăn rồi thêm sunrafat rồi thêm uống rồi thêm nóng náo... nó loạn một cái toa bảy thứ thuốc nó không tuân thủ được bằng người ta không biết thuốc nào chính thuốc nào phụ hết nó ngán thuốc gì nó bỏ thuốc đó thôi quên hết náo loạn hết mấy bạn thử uống đi thành ra đã diệt hp thì chỉ có đúng bốn thứ thuốc và nếu mắc ói thì thêm một thứ thuốc nữa là thôi còn nếu mà lỡ người ta tiêu chảy nhiều đừng có cho thuốc prokinetic vô nó đi tiêu chảy. Nha bỏ đi nó không có tác dụng phụ bao nhiêu hết kệ đi. Rồi, bây giờ tư vấn là cái quan trọng thành công nè. Tư vấn không đúng thì sao hả à? Nó uống hai ngày nó bỏ. Hoặc có lết qua bác sĩ khác nó mệt quá. Đúng mà. Tư vấn cái gì ạ? Ở đây là gài lai nó nói chứ không phải tôi nói nha. Liều và thời gian là nó ảnh hưởng đến cái outcome là cái thành công của mình. Điều trị đi trước ở nước ngoài nó bắt làm cái consent luôn, tức là phải gì? ký luôn cái đồng thuận mình đâu có đến nổi chẳng nhẽ uống cái toa uống cái thuốc rồi bắt nó ký cái đồng thuận nó sợ quá đâu có thèm uống thành ra không ký cái đồng thuận đồng thuận trong đó nói cái gì đó nguy cơ nó đến cái thuận lợi cái thành công của thuốc mấy bạn phải giải thích cho bệnh nhân biết à uống toa này nè thành công đến chín mươi mấy phần trăm là người ta tin đi ta nói, à nếu tôi tuân thủ là tôi sẽ thành công đến chín mấy phần trăm nếu ông bà mà không tuân thủ là thất bại ráng chịu nha còn nếu uống ghi chăng như vậy tôi đảm bảo trên chín mươi phần trăm thành công nghe sướng không nghe trước mà uống có hai tuần lễ thành công 90 là phải báo cho người ta biết cái tỷ lệ thành công thứ hai uống thuốc này nè sẽ có những tác dụng thì ghi sẵn ra hết bây giờ tôi kể chuyện vui cho nghe mình ghi rất là nhiều bệnh nhân nào là mệt nào là mất ngủ nào là đau có thể đau cơ đau gân nếu mà leo buồn ói ói ha tiêu chảy ha à, à, cái sợ nhất là gì đi cầu phân đen lưỡi đen ghi ra hết cái bệnh nhân họ uống xong cái họ mới có hai ngày họ gọi điện rối rít bác sĩ chết rồi thuốc này thuốc giả hay là cái thuốc gì mà tôi uống qua không có một cái tác dụng phụ gì hết Chứ xong là mình phải nói Không phải ai cũng có tác dụng phụ Nhưng mà tôi dặn vậy để lỡ mà có thì đừng có sợ Còn không phải thuốc giả đâu mà Chắc là tại mình khỏe quá, mình mạnh quá Cơ thể mình nó lướt hết Rồi cũng có một ngày đẹp trời Bệnh nhân gọi điện phải cho số điện thoại nha Bác sĩ ơi Tôi không chịu nổi nữa, bây giờ uống nó mệt quá, bây giờ uống nữa chắc tôi chết, tôi không có chịu nổi, tôi mệt lắm luôn rồi bác sĩ ơi. Mà mình thấy cái giọng còn sang sảng, mệt cái gì trời. Tôi mới nói là, Trời ơi, vậy là thuốc xịn lắm rồi, thuốc tốt, tốt lắm rồi đó Uống vô mà mệt vậy là mấy con vi trùng nó chết queo hết trơn rồi Không có sống nổi đâu, ráng lết đi, còn mấy ngày lết cho hết đi Ráng, sau khi mà lết xong rồi là nó không còn cái tác dụng phụ gì hết Nó sẽ khỏe lại bình thường, sẵn dịp này giảm cân luôn đi Ồ là uống ráng lết, lết, lết 14 ngày Tùy mỗi bệnh nhân mình mỗi kiểu nói nha mà lúc nào mình cũng phải dặn trước để họ sợ Họ sợ thôi, chứ mà không phải nào cũng có cái tuân thủ cực kỳ quan trọng mấy bạn thấy này compliant cầm ai là, là yếu tố quyết định đó nha bạn nha, quyết yếu tố modify mà làm major tức là yếu tố quyết định chính đó trong cái tỷ lệ thành công tiệt trừ ha do đó nên được hỗ trợ bằng cái lời nói hoặc là những cái thông tin viết mình nói người ta không có nhớ đâu phòng mạch bạn nào mà phòng khám đông á viết sẵn luôn in trong cái toa luôn cái toa hp in sẵn luôn phát đồ in sẵn liệu cho đỡ quên in luôn cái gì cái lời dặn ở dưới phát luôn cái tờ đó luôn bữa nào cần tôi cho luôn cái toa của tôi về cứ thế mà cứ đìa cứ phát phát bệnh nhân thôi nó mua thôi khỏi rồi khỏi nhớ liều hút thuốc lá là cấm trong tất cả cái chỉ có hút thuốc lá là ảnh hưởng đến tiệt trừ thôi nó uống rượu nó không ảnh hưởng đâu nghe đừng bắt nó bỏ rượu tội nó nó bỏ rượu xong có cái gì nó vô hội chứng cai rượu nó còn nhớ gì trên trời nữa đâu mà nó uống thành ra bỏ thuốc lá thôi trong 14 ngày làm ơn bỏ bớt thuốc lá giùm tôi thôi ha à, chứ có đừng có thuốc lá chứ rượu kệ nó nó uống gì kệ nó À, không có ảnh hưởng người ta đâu có bắt cấm đâu mà tự nhiên mình 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 mình, mình cấm người ta làm chi rồi nhớ tư vấn kỹ bây giờ kiểm tra tiệc trừ cái này là không có làm luôn không, không, có làm việc cho đã rồi cũng không có làm luôn kiểm tra tiệt trừ là sao mình làm những cái test sau khi mình ngân kháng sinh PPI 4 tuần lễ đối với là gì huyết đối với là uh, test hơi thở đối với clo test đối với kháng nguyên trong phân đối với PPI bismuth là phải ngân 4 tuần ngang ngừng à, PPI ngân hai tuần ở đây nó nói một tuần không đúng đâu ngân PPI hai tuần bây giờ ngân sao này bây giờ nói này mấy bạn vui lắm mấy bạn làm cái diễn automatic người ta soi ra cái lét dạ dày tổ bố vừa HP xong ngưng mất tiêu trời ơi lét dạ dày thì phải trị cho nó hết cái lét đi đã rồi tính sau có gì đâu khẩn cấp ghê gớm vậy đang điều trị PPI hai tuần đem ngưng mất tiêu ngưng mất tiêu thế là sao hả à? Lần sau điều trị lại từ đầu điều trị lại cái lét này thôi điều trị cho xong cái phát đồ lét tám mười tuần gì đó ha còn nếu mà những cái viêm trợt, viêm gì nhẹ nhẹ thì thôi 4, 2 tuần ngưng cũng được Gợt Gợt điều trị HP diệt cho đã 2 tuần ngưng mất tiêu Một phát đồ gợt phải bao lâu? 8 đến 12 tuần, ít nhất là 4 tuần Điều trị cho đủ đi đã rồi ngưng 2 tuần ha Chứ các bạn đừng có áp dụng tùy từng bệnh nhân mà mình ngưng thuốc Và trong giai đoạn ngưng thuốc thì sao ạ? À? Nhớ cho những cái thuốc gì để hỗ trợ cho người ta Để người ta không có triệu chứng nhiều Ví dụ mình cho antacid, mình cho sutrafat À, mình cho prokinetic, mình cho cái gì đó để cho bệnh nhân Hoặc là alginate, à, alginate đối với trào ngược để mình bớt triệu chứng cho bệnh nhân Nếu sử dụng anti-H2, famotidine, nizatidine Thì phải sử dụng, phải ngân gì? Một tuần, à, còn PPI hai tuần lễ Bây giờ phòng ngừa tái nhiễm Đi cho đã rồi, chẳng dặn bệnh nhắn gì hết về lây cho cả nhà luôn xong thế là sau nếu mà muốn phòng mạch đông khách thì thôi khỏi phòng ngừa cứ đến trị đến trị thôi nhưng mà như vậy nó không có y đức đúng không ạ à? mình phải phòng ngừa cho người ta chứ cứ người ta đến là mình trị xong về nó lây tùm lum nữa tới trị nữa thì tội bệnh nhân thành ra phòng ngừa lây qua đường nào ạ à? Phicol oral phân miệng gastric oral là chất ở của dạ dày với đường miệng thứ hai là nguồn nước thứ ba là miệng 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 là sao ạ à? cứ đồ ăn nó chia sẻ cho nhau đó thứ bốn là Zoonotic là liên quan đến cái vấn đề nội soi của mình đó, nội soi á ha. Rồi, đây là khuyến cáo của, thì những cái của nó nó nói gì? Escherichia là một vi khuẩn tác nhân vi khuẩn lây truyền từ người sang người, đặc biệt trong các thành viên trong gia đình. Thứ hai là gì? Escherichia lây truyền qua đường miệng hoặc lây truyền trong gia đình à, từ một người từ một cái nguồn chính. Cái thứ ba là yếu các thành viên trong gia đình nhiễm Escherichia thì là gì? là cái nguồn nhiễm ha, và có khả năng là cứ lây liên tục liên tục liên tục nhau sau rồi diệt rồi cứ lây y lại expiratory nó xảy ra ở childhood và adolescent tức là những người trẻ những cái thanh niên có thể mắc phải ha. thành ra cái này này đa số là con nít ra nó đi nó bị hoặc là trong gia đình mình nhiều đứa nó nhỏ nhỏ nó bị thành ra mình luôn luôn dặn bệnh nhân là gì mình có một cái tờ giấy mình dặn bệnh nhân là đừng có ăn đồ ăn thừa của con nha thứ nhất ăn đồ ăn thừa thì nó mập đa số bà mẹ mập vì tiết tiết của ăn đồ ăn thừa của con. Con ăn dữ gì, gì ăn hết trơn à. Nói thứ nhất là nó mập. Thứ hai là gì ạ? À? Lây lại hp pylori. Thành ra đừng có ăn thừa đồ ăn thừa của nó. Đa số bà mẹ tôi đảm bảo 13 là 13 ăn đồ ăn thừa của con. Đúng không ạ? Tiếc dữ lắm luôn á. Nó ăn muỗng mình ăn muỗng. đút <laughs> cơm cho con cũng vậy luôn. Thổi cơm cho con. Không có làm mấy cái đó nha. Nó lây đó. Dặn trong nhà. Nhà các bạn có bốn người bốn cái ly bốn cái màu khác nhau cho chắc ăn à, chồng ly màu đỏ vợ vợ chồng thì thôi cho xả láng đi tại nó nước sau nó cũng lây à diệt vợ thì phải diệt chồng diệt chồng thì phải diệt vợ thôi còn mấy đứa con chồng đứa cái ly một đứa một cái ly đi vô cơ quan thì mình có cái ly của mình mình đừng có uống chung ly với trong cơ quan ha mình cẩn thận mấy cái chuyện đó thôi tuân thủ về pháp vệ sinh ăn uống rửa tay xà bông tay xà bông để phòng người cái ly đường phân miệng á không sử dụng chung các vật dụng ăn uống, quán ăn thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh, tuân thủ đúng phát đồ điều trị, tầm soát điều trị cho những người sống chung ăn chung, không có hôn con, không có thổi cơm cho con, không mà ăn đồ ăn thừa của con nha. Rồi cái này là cái gai lai thôi, cái này nó cũng tầm soát trong gia đình, cái này không quan trọng lắm. À, trong cái cái gai lai của Trung Quốc nó dặn nè, ví dụ mình thử với gia đình trong cái người đó là có nguy cơ cao, cái người đó là cái người mà tiền ung thư, những người đã ung thư dạ dày đã phẫu thuật rồi, thì không phải là mình làm một lần nó âm tính là mình làm đâu mà nó phải có kế hoạch tầm soát các người trong gia đình mấy bạn thấy đó trong gia đình của mình từ cho cha mẹ anh chị em ruột cho đến con cái họ thử họ thử dương tính thì họ trị nhưng nếu âm tính họ vẫn có kế hoạch routine follow up tức là vẫn có kế hoạch định kỳ họ kiểm tra lại vì biết đâu cái người đó ngày hôm nay không nhiễm nhưng ngày mai nó đi ra ngoài nó hôn hít ai đó ai biết được rồi xong nó lại bị nhiễm nó lại về đó lại lây lại cho cái người có nguy cơ ung thư Thành ra cứ làm đi đi kiểm tra một lần cho chắc ha. Rồi, kết luận là cần tầm soát và điều trị nhiễm S. ở các trường hợp có chỉ định. Lưu ý bệnh nhân sử dụng NSAID có nguy cơ và PPI kéo dài, chọn phát đồ phù hợp như phát đồ bốn thuốc bismuth, phát đồ bốn thuốc gồm PPI bismuth và hai kháng sinh. Liều phải đủ, đặc biệt lưu ý liều của metronidazole trong phát đồ bốn thuốc có bismuth cách uống phải đúng lưu ý tra 4 lần bismuth BPI uống trước ăn kháng sinh uống ngay sau ăn thời gian cắt phát đồ phải đủ 14 ngày tư vấn kỹ để đảm bảo sự tuân thủ tránh tái nhiễm lây nhiễm cần phải kiểm tra tiệt trừ expiry sau điều trị tối thiểu là 4 tuần sau khi hoàn tất phát đồ rồi cái bài đến đây là hết rồi ạ à. làm luôn đi ha nghĩ làm chi nãy giờ mấy bạn ngồi không có nói gì đâu nghĩ có mình tôi nói với bác giả đoan nói à. thành ra bây giờ tới cái phần thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm à, bạn nào có cái thắc mắc gì hoặc là có vấn đề gì thì mình cùng chia sẻ trao đổi về cái vấn đề expiry thì tôi với bác sĩ sẽ đoan thì trong cái khả năng cái gì trả lời được thì trả lời cái gì không trả lời được thì hẹn trả lời sau nha còn các bạn nào mà chuyên khoa tiêu hóa chịu khó tải cái master 6 về để bắt đầu đọc cho nó cập nhật Dạ, xin cảm ơn phần trình bày rất là hữu ích của uh, cô Khánh Thường cũng như là cô Nhã Đoan về cập nhật trong điều trị nhiễm uh, HB. Thì xin hỏi trong hội trường này uh, quý học viên có câu hỏi nào đặt cho hai cô không ạ? À? Có thể giơ tay để mà đặt câu hỏi trực tiếp cho cô, sau đó cô sẽ giải đáp thắc mắc ạ. À. Xin mời quý anh chị ạ. trong thời gian chờ đợi câu hỏi từ uh, trực tiếp từ hội trường thì uh, ở trên hệ thống trực tuyến có ghi nhận một số câu hỏi và câu đầu tiên là uh, cô cho em hỏi là có nguy cơ lết khi bệnh nhân sử dụng aspirin liều 80 hàng ngày hay không và có một câu hỏi nữa là bismuth uống sau ăn hay trước ăn thì đúng vì cơ chế uh, thì là cần phải có h cộng để hoạt hóa thì cái này có một câu cô khánh tường đã trả lời là bismuth thì mình dùng trước ăn còn về nguy cơ loét của dùng aspirin 81 mg em xin được mời cô Nhã Đoàn có ý kiến ạ. À. À, xin được phép trả lời câu hỏi của của bạn đồng nghiệp hỏi rằng là à, nguy cơ loét khi mà sử dụng aspirin ở liều 81 mg ở cái liều dùng hàng ngày á thì à, trong à, trong khuyến cáo của đồng thuận mass 6 người ta khuyến cáo rằng á là trên những bệnh nhân sử dụng aspirin lâu dài đó thì nếu bệnh nhân có Helicobacter pylori thì chúng ta phải tuyệt trừ. À, tuy nhiên á, tuy nhiên thì người ta thấy một cái điều rằng á là trong những cái nghiên cứu mà người ta quan sát trên những cái bệnh nhân mà có nhiễm Helicobacter pylori á thì để cần phòng ngừa được một cái trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa gây ra do aspirin á thì nó phải điều trị tuyệt trừ từ khoảng là 100 ca cho đến 1.000 ca thì mới phòng ngừa được một ca số huyết tiêu hóa thì chính vì cái điều đó đó chính vì cái điều đó mà người ta thấy rằng là đối với cái khuyến cáo mà dành cho uh, chỉ định tiệt trừ Elicobacter uh, helicobacter pylori trên cái người mà sử dụng aspirin á, thì thật ra đối với cái người mà uh, để phòng ngừa loét á, để phòng ngừa đó, phòng ngừa loét thì cái cái mức độ của nó nó thấp thôi mức độ nó thấp thôi nhưng mà nếu cái người này đã loét rồi và để phòng ngừa nó có những cái biến chứng xuất huyết tiêu hóa thì cái 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 việc phòng ngừa nó cái cái mức độ cái mức độ khuyến cáo nó sẽ cao hơn nó là nói riêng dành cho aspirin còn ví dụ như đối với NSAID thì tất nhiên là cái cái nguy cơ loét của nó rất là rõ ràng và cao hơn hẳn so với aspirin rồi thì cái chắc chắn thì cái khuyến cáo dành cho NSAID ở cái mức độ nó sẽ cao hơn và yeah, một câu một câu hỏi tiếp theo là uh chỉ định xét nghiệm tầm soát HP trên trẻ em và quyết định điều trị cho trẻ em đồng thời là phát đồ nên lựa chọn nếu phải điều trị HP cho trẻ em thì câu hỏi em xin được gửi tới cô Khánh Tường sẽ giải đáp thắc mắc cho quý học viên à, Tôi đâu phải bác sĩ khoa đâu tôi trả lời trẻ em tôi không có kinh nghiệm gì điều trị trẻ em hết trơn thường thường là tôi điều trị những em bé mà ví dụ như 14 15 tuổi đó, mà cái cân nặng đủ thôi Thành ra trẻ em nó có cái phát nó có cái gai lai của trẻ em đó mấy bạn đọc cho kỹ nhưng mà trong cái guideline trẻ em có lần tôi đọc thì phát đồ đứng đầu vẫn là bốn thuốc bismuth mà trẻ em nó hay lắm, nó không có tác dụng phụ nhiều, nó uống tỉnh bơ à. Trong khi người lớn mình tác dụng phụ rất là nhiều và một số cái guideline mới đó, nó còn bắt đối với trẻ em là những cái tình huống mà phải soi và phải cấy nữa kìa. Thành ra cái đó các bạn nếu mà các bạn quan tâm đến trẻ em thì các bạn chịu khó đọc thêm cái guideline của trẻ em. Còn ở đây tôi nói thêm về vấn đề NSAID, nó có một cái hướng dẫn về vấn đề phòng ngừa LED và các biến chất của LED trên bệnh nhân sử dụng NSAID thì không phải ca nào sử dụng NSAID cũng phải phòng ngừa uh, uh, PPI đâu nha không phải phòng ngừa PPI còn đối với espolory thì sử dụng NSAID kéo dài thì bắt buộc phải diệt còn để phòng ngừa loét và không lép mà phải sử dụng PPI thì áp dụng trên bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thì có hai yếu tố nguy cơ mình phải xem xét để khi mình phòng ngừa thứ nhất là yếu tố nguy cơ tim mạch thứ hai là yếu tố tiêu hóa nếu yếu tố nguy cơ tim mạch thấp thì mình nên chọn những cái nhóm mà như như xếp chẳng hạn ha, những ức chế thừa nhờ cái nhóm đó nó ít ảnh hưởng tiêu hóa. Còn nguy cơ tim mạch cao thì mình bắt không mình không có xài nhóm này được. Còn nhóm nào mà có nguy cơ tiêu hóa của mình từ trung bình đến cao, nó có tiêu hóa nguy cơ cao là bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa do loét hoặc là tiền căng là có số huyết tiêu hóa do loét là nguy cơ cao. Còn nguy cơ trung bình khi có hai trong bốn nguy cơ thì gồm bao gồm có tuổi nè, bao gồm có sử dụng đồng thời corticoid nè, bao gồm có lét dạ dày mà chưa có xuất huyết nè, bao gồm nhiều cái mấy bạn phải đọc thêm gai lai like đó. Thì những trường hợp mà nguy cơ từ trung bình đến cao thì bắt buộc mấy bạn phải phòng ngừa PPI. Chỉ có hai thuốc để phòng ngừa thôi là cái nhóm thuốc uh, uh á cái nhóm thuốc mà tăng prostaglandin E2 nhưng mà tóm thuốc này là lâu dài nó không có tốt. cái thứ hai nó có tác dụng phụ. thành ra bây giờ phòng ngừa vẫn đứng đầu là PPI, họ không dùng phòng ngừa bằng ức chế thụ thể H2 nữa. trước đây khi họ sử dụng PPI phòng ngừa thì họ sẽ sợ là cái tác dụng của PPI rất là bất lợi. tuy nhiên cái mới nhất những cái chứng cứ mới nhất trong những năm gần đây cho thấy là PPI khá là an toàn. nó chỉ có một cái tác dụng phụ mà rõ ràng nhất. vừa rồi cái ACG nó mới ra về cái PPI kéo dài á thì chỉ có một tác dụng phụ rõ ràng nhất là liên quan đến nhiễm trùng tiêu hóa thôi còn tất cả những cái tác dụng phụ khác mà mình đọc rất là nhiều đó thì người ta thấy là nó không có không có đáng kể tức là chưa có được chứng minh rõ ràng nên các bạn khá là an tâm do đó trên những người một trong những yếu tố nguy cơ đó là lớn tuổi trên 65 tuổi thì họ đều khuyến cáo là khi sử dụng NSAID nên phối hợp với PPI thì tôi nhớ không lầm thì mình cũng đã tổ chức một cái CME liên quan đến vấn đề NSAID và lét uh, và các biến chứng của lét nếu mà mình sắp tới mà nếu mà mình có có khó điều kiện thì mình sẽ tổ chức là à, làm sao để phòng ngừa các biến chứng của trên đường tiêu hóa và gan nữa nha các bạn. Cái set ảnh hưởng đến gan ghê gớm lắm. Biến chứng về đường của tiêu hóa và gan mật khi sử dụng Enset nha để các bạn biết an tâm và sử dụng. dạ trên bảng là đường link làm post test của mình à, thì quý anh chị học viên nào có nhu cầu mà cấp CME thì phải hoàn thành bài post test đạt đủ câu thì mới là được đủ điều kiện để cấp CME cho cái hội thảo ngày hôm nay. Một câu hỏi tiếp theo ạ, à, nếu bệnh nhân có triệu chứng đầy bụng sau ăn, à, nếu cho kèm thêm prokinetic thì có làm giảm thời gian kháng sinh lưu lại dạ dày và làm giảm hiệu quả điều trị hay không? Thưa cô em mời cô nhé đoạn bạn hỏi là nếu mà chúng ta sử dụng các prokinetic thì đã cái prokinetic nó có một tác dụng đó là tăng cây làm trống dạ dày tăng làm trống dạ dày thì à, à, lúc nãy á thì trong cái à, à, các hướng dẫn điều trị mà cô khánh tường có chia sẻ đó trên những cái bệnh nhân mà bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân sử dụng cái metronidazole mà bệnh nhân à, ói nhiều quá đó thì mình có thể dùng kèm thêm các Prokinetics thì trong thực tế lâm sàng thì à, à, chúng tôi vẫn sử dụng cái proteinetics để làm giảm những cái triệu chứng cho những bệnh nhân nồn ói và và cũng không có thấy là nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả tiệt trừ tuy nhiên mà nó làm tăng cải thiện cái tuân thủ và mình biết rằng là cái tuân thủ điều trị thực ra nó đóng góp cái vai trò chính trong cái hiệu quả tiệt trừ do vì vậy cho nên nếu mình cải thiện được những cái tác dụng phụ mà bệnh nhân phải chịu thì cái điều đó nó quan trọng hơn là mình có cái suy nghĩ rằng là nó làm chậm cái làm giảm cái thời gian tác động của kháng sinh tại dạ dày À, một câu hỏi nữa là à, thưa cô phát đồ điều trị HP dùng kháng sinh trong vòng 2 tuần vậy mình có tiếp tục duy trì PPI trong 2 tuần tiếp theo nữa hay không? Xin cảm ơn em xin mời cô Khánh Trường sẽ giải đáp cho bạn ạ. hồi nãy mình nói rồi. À bây giờ mình chỉ cái mấy cái cái mà kinh nghiệm mình làm ha. Thường thường mình dự HP 4 tuần lễ. À, hai tuần lễ dự HP xong thì thường thường kế tiếp á, mình sẽ sử dụng PPI 2 tuần. Nhưng mà trước khi mình ngưng 2 tuần á, thì mình nên giảm cái PPI đăng hai lần một ngày xuống một lần một ngày sau đó mình ngưng hai tuần để tránh cái hiện tượng Breakthrough bùng phát trở lại á thành ra thông thường hầu hết bệnh nhân của mình sau khi diệt hai tuần mà có triệu chứng á, mình không có ngưng đột ngột cái PPI đâu mình sẽ tiếp tục hai tuần nữa với điều kiện là người ta không có phải lét không phải gợt mà phải điều trị cho đủ phát đồ nha mình sẽ thêm hai tuần nữa sau đó mình ngưng hai tuần thì trong cái hai tuần sau đó mình sẽ thế bằng antacid hoặc cái gì đó cho bệnh nhân nó bớt đau ha rồi mình sẽ làm test là hơi thở mình kiểm tra và các bạn nhớ nha là cái 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 probiotic á người ta nhận thấy rằng là sau khi diệt trừ Helicobacter pylori trong vòng 14 ngày với cái liều kháng sinh khá là cao và nhiều kháng sinh á thì nó sẽ làm loạn khuẩn ruột do đó các bạn nhớ là sau khi diệt trừ rồi các bạn nhớ bổ sung cái probiotic cho người ta trong vòng 4 tuần lễ, ít nhất là 4 tuần nha. Thường thường probiotic nó sẽ có hiệu quả từ 2 tuần trở lên nhưng mà thường là 4 tuần hoặc là những người nào mà có có triệu chứng tiêu hóa nhiều quá ví dụ tiêu chảy hay cái gì đó các bạn có thể cho đến một tháng luôn cũng được một tháng hai tháng vẫn được do đó tốt nhất trong vòng sau khi mình xong hai tuần diệt trừ các bạn tiếp tục ppi hai tuần nữa nếu người ta là trước đó ta có triệu chứng liên quan đến dạ dày các bạn phủ thêm cái uh, probiotic có thể hai hoặc là 4 tuần hoặc à, có thể thêm cái antacid hoặc sunrafat hoặc là gabiscom hay cái gì đó trong cái thời gian mà người ta ngưng hai tuần ppi thì người ta sẽ xuất hiện lại triệu chứng và khi người ta xuất hiện lại, người ta lại đi mua PPI người ta uống. Có những bệnh nhân họ lệ thuộc ghê gớm lắm, họ không có ngưng được. Ha, thành ra mấy bạn lưu ý những cái đó chứ đừng có ngưng đột ngột. Đang sử dụng Nexium mà 40 mg một viên nhân hai là ức chế toàn cực mạnh luôn. Hai tuần lễ ngưng cái rụp là y như rằng đó Pretzel nó là tăng tiết axit trở lại rất là nhiều và bệnh nhân sẽ quay lại các triệu chứng hết nha. Và một cái nữa khi bệnh diệt trừ H. pylori mấy bạn phải nhớ nè. Tôi tiệt trừ H. pylori đăng mục tiêu chính của tôi hiện nay là diệt trừ cái con này Thành ra có thể là nó không có bớt các triệu chứng nhiều Để người ta biết Chứ người ta điều trị hai tuần xong ta quay lại nó bác sĩ ơi bác sĩ cho cái thuốc gì uống xong Bây giờ tôi mệt nhiều hơn Các triệu chứng của tôi nặng hơn nữa Mình phải dặn trước nha Bệnh nhân họ quay là họ thăng phiền Thậm chí họ uống thuốc họ không thấy bớt triệu chứng là họ ngưng đó Mình phải nói là à Trong mục tiêu hai tuần này là tôi diệt cái con này nè Đương nhiên là tôi sẽ có thuốc để điều trị loét, điều trị đau, điều vậy gì nhưng mà có thể là triệu chứng nó không có bớt nhiều hoặc thậm chí không bớt thậm chí nó nặng hơn nữa có những bệnh nhân uống vô nó nặng hơn nữa thì phải chấp nhận rồi sau hai tuần quay lại đi tôi đảm bảo tôi cho thuốc là bớt liền dặn bệnh nhân vậy đó tức là mình phải dặn tới dặn lui mình làm nhiều mình rút kinh nghiệm nhiều lắm à, bệnh nhân nói bác sĩ cho thuốc kiểu gì tôi về tôi uống mới có mấy ngày tôi mệt muốn chết rồi các triệu chứng đau dạ dày nhiều hơn ói nhiều hơn à, đi tiêu chảy nhiều hơn chẳng hạn đó, là người ta ngưng thuốc đó À thì dặn bệnh nhân bất cứ có chuyện gì thì gọi điện cho bác sĩ chứ không tự động ngưng thuốc. À để mình giải thích cho bệnh nhân biết. À, về các câu hỏi trên uh, nền tảng MS Teams thì hiện tại đã hết xin hỏi là uh, quý đồng nghiệp mình ở trong hội trường mình có ai có câu hỏi dành cho các cô không xin mạnh dạn nghe tay ạ. À. Xin mời quý anh chị ạ. À. Và nếu mà không có câu hỏi gì nữa thì em xin từ kính mời phó giáo sư khánh tường sẽ phát uh, biểu để mà kết thúc hội thảo à.